Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, nhân viên kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đến với clip ngày hôm nay thì Duy đang ngồi ở bên trong chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450. Thì có thể nói là cái khoang bên trong nội thất của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này giống như là một cái rạp hát di động. Thì bởi vì bên trong này được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ cũng như là hệ thống âm thanh của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này là hệ thống loa của Boommaster với 26 loa và công suất là lên đến là 1590W, có thể là đáp ứng được rất là nhiều cái đôi tai khó tính của những cái khách hàng Maybach bên Duy. Và theo các bạn đã biết thì các mạng xã hội cũng như là những cái tin tức về báo đài internet thì hiện tại bây giờ được phát triển rất là rầm rộ, và một cái mạng xã hội mà được rất là nhiều các bạn đón nhận và yêu thích hiện nay, từ những cái bé nhỏ cho đến những cái người lớn tuổi hoặc là mọi tầng lớp trong xã hội đều yêu thích nó, đó là kênh YouTube các bạn. Thì YouTube có rất là nhiều những cái thông tin chia sẻ bổ ích cũng như là những cái hướng dẫn chia sẻ mọi thứ luôn. Thì các bạn biết là YouTube bây giờ nó phát triển rất là rầm rộ và rất là nhanh, và những cái khách hàng sở hữu cái chiếc xe Maybach này cũng thường xuyên sử dụng YouTube luôn các bạn. Và việc khi mà chúng ta ngồi trên chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này và làm sao để chúng ta có thể là xem được YouTube ở trên các màn hình giải trí của xe luôn, thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần việc là mua một cái sợi dây cáp HDMI ở đây các bạn. Và đây là một cái thiết bị không thể thiếu cho chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S450 này mà Di vừa mới order trên Tiki. Thì để mua được cái thiết bị này thì chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc lên trên cái trang web của Tiki á, chúng ta gõ là dây cáp HDMI cho iPhone thì nó sẽ hiện lên cái này và chúng ta order thôi, với giá 169.000, rất là nhanh các bạn. Thì bên trong cái dây cáp cổng Lightning này thì chúng ta thấy là nó có một cái đầu jack của HDMI nè. Thì do cái xe Maybach của chúng ta thì ở trên cái hộp để tay này nó sẽ có một cái cổng HDMI, thì chúng ta sẽ có thể cắm cái này vào. Và một cái đầu dây nữa là đầu dây cho iPhone và một cái đầu dây cho USB, thì chúng ta chỉ việc cắm cái này vào thôi. Rất là đơn giản các bạn nha. Bây giờ Di sẽ làm cho các bạn xem. Okay. Bây giờ Di sẽ cắm cái này vào cái cổng này nha các bạn. Đây. Ở đây thì chúng ta sẽ bị cắm cái dây cáp HDMI này qua đây. Và cái đầu USB á thì chúng ta cắm vào đây. Cái USB các bạn, chúng ta cắm vào cái số 1 hoặc số 2 cũng được. Và cái đầu này chúng ta sẽ cắm vào cái iPhone. Bây giờ sẽ cắm cái iPhone của chúng ta vào đây các bạn nha. Đó, thì khi mà cắm cái iPhone vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái remote control này. Đó, các bạn thấy không? Nó đã vào. Đó, bây giờ các bạn thấy là khi mà đã cắm cái dây cáp của iPhone vào thì trên màn hình nó cũng sẽ báo là có sạc pin rồi. Và trên màn hình của cái chiếc xe bây giờ nó sẽ hiện lên cái màn hình giống như trên cái điện thoại của Di luôn, các bạn thấy không? Hầu như là kích thước nó bằng nhau luôn các bạn. Đó, nếu mà Di để cái màn hình theo chiều dọc này thì cái kích thước màn hình ở trên cái iPhone nó cũng sẽ bằng với cái kích thước màn hình ở trên cái màn hình giải trí của chiếc xe S450 Maybach này. Bây giờ Di sẽ xoay cái điện thoại của Di ngang thì nó sẽ hiện lên ngang thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, để Di zoom lên cho các bạn xem. Đó, bây giờ chúng ta chỉ việc là nếu mà chúng ta muốn xem Facebook các bạn thì chúng ta chỉ việc bỏ vào đây thôi. Đó, Facebook thì mình sẽ xem ở trên đây. Nhưng mà Facebook thì thực sự chúng ta xem trên điện thoại di động là có ok rồi. Nhưng mà bây giờ là YouTube này mới hay. Đó, bây giờ YouTube Di sẽ vào cái kênh của Di cho các bạn xem. Di Mercedes Phú Mỹ Hưng. Đánh giá cái chiếc xe E200 Sport. Chiếc xe này thì bên Di mới ra mắt. Đó, các bạn thấy không? Và âm thanh nó sẽ được khóa toàn cái xe nghe luôn. Và đây là chiếc xe Mercedes-Benz E200 Sport phiên bản 2019. Các bạn thấy không? Thì khi mà chúng ta bật chìa khóa lên á, thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên hai cái đèn pha của chúng ta sẽ sáng lên màu xanh. Đó là
sự cái màn hình của cái xe Maybach S450 này rất là rõ các bạn. Thì do là cái xe của chúng ta còn đang xe mới á, còn bọc ni lông lại cho nên là Duy không có mở ra để cho các bạn xem rõ hơn. Nhưng mà thực sự khi mà nhìn thực tế bên ngoài á, là cái màn hình này nó cực kỳ rõ nét luôn. Đó, thì rất là đơn giản, cái sợi dây cáp này chỉ có 169.000 thôi các bạn, nhưng mà giải quyết cho chúng ta được rất rất là nhiều thứ. Và hầu như là Duy nghĩ là sợi dây cáp này sẽ rất là cần thiết cho các bạn khi mà các bạn sở hữu xe S-Class Maybach hoặc là cái chiếc xe S-Class Sedan. Ok, và bây giờ Duy xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ các thắc mắc gì liên quan đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể comment cho mình ở bên dưới video clip, hoặc có thể là gọi trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 091 465 3979 để biết thêm được những cái chương trình khuyến mại cũng như là được lái thử cái xe Mercedes-Benz. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì các bạn bấm like giúp mình, và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.